Xin chào mọi người, là một chuyên gia bất động sản ở Mỹ. Hôm nay, Katie muốn nói với mọi người về tầm quan trọng của việc làm pre-approved letter, cũng như là giấy tờ cho vay trước khi mua nhà. Thì cũng như việc đi mua quần áo hay là đi chợ, mình cần phải biết được là số tiền mà mình có thể mua là bao nhiêu. Việc có giấy phép cho vay từ trước từ các ngân hàng hoặc là người cho vay sẽ giúp bạn biết được là số tiền mà bạn có thể vay dựa trên thu nhập nè, điểm tín dụng nè, và cũng như là các yếu tố tài chính khác. Điều này sẽ giúp bạn đặt ra ngân sách thực tế cho việc tìm kiếm nhà, giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tránh những rủi ro và khó khăn trong quá trình tìm kiếm nhà. Ngoài ra thì việc có giấy phép cho vay pre-approved letter từ trước sẽ giúp bạn đưa ra một đề nghị mua nhà mạnh mẽ hơn khi mà bạn tìm thấy được một căn nhà ưng ý. Nó có thể cho người bán biết rằng là bạn đang nghiêm túc và có sự hỗ trợ tài chính để mua. Pre-approved letter là đặc biệt cần thiết, đặc biệt là khi mình muốn đi coi những cái căn nhà mà chưa được tung ra thị trường. Vì vậy, nếu mà bạn muốn mua một căn nhà, hãy đảm bảo rằng bạn được chấp nhận trước. Nó giúp bạn xác định ngân sách, tăng cường đề nghị của bạn và tăng tốc quá trình mua nhà. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Liên hệ với Katie và đội ngũ của mình ngay hôm nay để bắt đầu tìm kiếm và sở hữu ngôi nhà mới nhé.